khu vực này là toàn bộ là người Việt Nam ở đây hay là cả người Campuchia ở đây ạ? Dạ, là cái khu vực ở ngoài này là người Việt không à? Dạ dạ dạ. Tổng số người Việt ở khu vực này là bao nhiêu ạ? Dạ, ở đây ở tại đó là cả nếu mà có cái danh sách mà chính quyền Campuchia xác nhận là 357 gia đình ở tại. Còn cái số mà bà con mà mới lại tạm trú đó cũng khoảng hơn 100 gia đình nữa. Dạ dạ. Dạ. Và là bà con cư trú cố định ở đây hay là tùy theo mùa nước ạ? Dạ thì ở đây thì nói ngay cái mùa hạn thì bà con mùa nước thì bà con tụ họp về đây. Còn như qua mùa nước thì cái số nó không được cố định thì cũng như bà con đi chỗ này đánh cá, chỗ nọ đánh cá rồi qua mùa nước cái trở về đây lại, sống ở nơi đây lại. Dạ. Đi vòng vòng theo dòng biển vậy đó. Dạ 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 dạ. Thế là cái mùa mà có thể đánh cá thì là bao nhiêu tháng trong một năm hả chú? Dạ, cái mùa đánh cá mà nhất thì kể như có 6 tháng à, từ tháng 1 á. Dạ. Thì là tháng 1, tháng 2, tháng 3 đó là kể như là tháng 4 là kể như 4 tháng đó là kể như đánh cá liền đấy. Là mùa hạn đấy. Dạ dạ. Vậy còn 6 tháng còn lại thì bà con ở đây sinh sống bằng nghề gì ạ? Dạ thì nói ngay 6 tháng trở về đây thì nói ngay vô cái ngày kiểm cấm thì như vậy bà con cũng sống tạm thời cũng đánh cá dăng bằng nhỏ nhoi để tạm sống qua ngày vậy thôi. Dạ dạ dạ. Cái thu nhập hàng ngày có đủ để đảm bảo cuộc sống ở đây không ạ? Vậy thì cuộc sống ở đây thì cũng gặp nhiều cái khó khăn dữ lắm, nhưng mà bởi vì tại vì quen sống ở nơi đây từ lâu rồi thì phải sống vậy thôi.